chào tất cả anh em nhé. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu hai dòng máy cơ điện của Đông Trang. Một dòng là DML04 405, công suất là 1800W. Còn dòng kia là DML03 405, công suất là 1300W. Thì mình sẽ đi chi tiết về từng con. Em này thì mình vừa cắt thử đấy, nghe tiếng máy cực kỳ là êm. Giới thiệu về chi tiết về ngoại hình giao diện của máy trước. Thì đây là cái khóa lại này, cái khóa lưỡi lại này, để cho máy có những cửa rộng này. Còn đây là mọi người mở ra sẽ tra dầu nhớt vào đây, máy nó sẽ tự tra cho anh em mình. Với dòng sản phẩm của Đông Trang thì phải đều có tem 7 màu chính hãng, logo Đông Trang dập nổi phía trên. Và bên cạnh đây thì nó là cái tem của sản phẩm này, công suất 1800W, tốc độ quay của nó là 800 vòng trên 1 phút, đĩa lam của nó là 405. Các phụ kiện kèm theo thì đây, một lọ dầu tra này để làm cái bôi trơn cho xích này. Bộ dụng cụ để tháo lắp này, chổi than dự phòng, thẻ bảo hành chính hãng của Đông Trang này. Cái này là tấm chắn bảo vệ của lưỡi và lam này sau khi mình sử dụng xong này. Nhá. Cái này là với đường kính là 16 inch này, 40cm. Mình sẽ cân nặng của máy. Sau khi mình lắp lam và xích vào thì tổng trọng lượng của nó sẽ là 5,7 kg. Hộp đựng của nó thì nó sẽ là màu thùng cắt tông như thế này, màu đen của sản phẩm luôn. Nó in đầy đủ chi tiết về mẫu mã của sản phẩm và cái tem thông số. Tem thông số thì mọi người lưu ý nhé, hàng chính ngạch ấy thì phải có tem 7 màu chính hãng này. À, đây là cái tem phụ của nhà nhập khẩu. Đây nhá. Đó. Đây là dòng tiếp theo, dòng giá rẻ của thương hiệu Đông Trang thì là DML03 405, công suất của nó là 1300W. Thì mình cũng vừa cắt thử cho anh em cùng xem đấy. Cái hộp để như thế này thì nó là bằng kim loại này. Nó sẽ khác với dòng máy kia rất là nhiều nhá. Tra dầu thì con này thì mọi người đổ dầu vào đây tra, sau đó là mọi người sẽ ấn nút này, chứ không phải là tra được tự động đâu. Tem 7 màu chính hãng thì nó sẽ dán ở trên thân đây. Các phụ kiện cơ bản của nó thì nó rất ít thôi. Gồm có thẻ bảo hành này, chổi than này, cái này để tăng lưỡi lam lưỡi xích này. Đây bộ dụng cụ tháo này. Tăng lưỡi thì mọi người chỉ cần là đây, nó có con ốc đây nhá mọi người. Nó có con ốc ở đây là mọi người chỉ tăng ở đây thôi. Tay cầm của nó này, tay cầm của nó cũng bằng nhựa. Còn cái dòng máy kia thì nó có báng cao su. Giá cả như thế nào thì mình sẽ để ở bên dưới cái phần mô tả của cái video nhá. Anh em cứ kéo xuống là thấy thôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.